Mình là Kim Hằng đến từ phòng huấn luyện của Amway, phụ trách nhãn hàng Nutrilite. Và ngày hôm nay có cơ hội chia sẻ đến các anh chị về giải pháp Nutrilite hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Như anh chị đã biết, hệ thống tim mạch gồm có tim và hệ thống mạch máu, đóng vai trò rất quan trọng đối với cơ thể của chúng ta và có tính chất sinh mạng. Hệ thống tim mạch đảm nhiệm các chức năng như là cung cấp oxy và dưỡng chất cho các tổ chức cơ quan hoạt động trong cơ thể của chúng ta, đồng thời mang các chất cần đào thải chuyển cho các cơ quan bộ phận có trách nhiệm, chẳng hạn như thận, để loại bỏ ra ngoài. Và để chăm sóc sức khỏe tim mạch thì bên cạnh việc thực hiện các thói quen tốt cho sức khỏe tim mạch như thực hiện một chế độ ăn uống ít dầu mỡ, dầu rau củ quả, chúng ta cần phải thường xuyên tập luyện thể dục thể thao theo khuyến nghị là 30 phút mỗi ngày. Chúng ta cần phải không hút thuốc lá và tránh xa những khu vực mà có nhiều khói thuốc lá. Đồng thời chúng ta cần phải duy trì cân nặng hợp lý. Và thêm vào đó, anh chị có thể sử dụng thêm các sản phẩm Nutrilite giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, bao gồm 3 sản phẩm. Đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Heart Health CoQ10, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Paracelium E và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega 3. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn về các sản phẩm này các anh chị nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Heart Health CoQ10 nhé. Mỗi viên sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Heart Health CoQ10 sẽ giúp cung cấp cho chúng ta 30mg coenzyme Q10, 20EU vitamin E, 10mg bột đông khô rosemary và 25mg citrus bioflavonoid. Vậy, vai trò của các thành phần này đối với sức khỏe tim mạch của chúng ta như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu anh chị nha. Đầu tiên, đó chính là coenzyme Q10. Như anh chị cũng đã biết, quá trình lão hóa làm biến đổi chức năng hoạt động của hầu hết các cơ quan trong cơ thể. Trong đó, hệ tim mạch bị ảnh hưởng nhiều nhất. Và sự lão hóa sẽ xuất phát từ căng thẳng oxy hóa hay còn gọi là stress oxy hóa. Stress oxy hóa sẽ làm rối loạn các chức năng, gây nên tổn thương ti thể của các tế bào cơ tim, dẫn đến sụt giảm khả năng cung cấp năng lượng cho tế bào. Vì vậy, tế bào cơ tim sẽ bị tổn thương và là nguyên nhân chính dẫn tới suy tim. Thêm vào đó, stress oxy hóa sẽ khiến cho các loại mỡ xấu trong hệ thống tim mạch của chúng ta bị oxy hóa quá mức và dẫn tới xơ vữa thành mạch, làm lòng động mạch bị hẹp dần và gia tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu, dẫn tới các bệnh lý như thiếu máu, nhồi máu, tăng huyết áp, v.v. Vì vậy, để có một hệ tim mạch khỏe mạnh, chúng ta vừa cần các yếu tố chống lão hóa mạnh mẽ và vừa cần các yếu tố có thể tăng cường khả năng sản sinh năng lượng của ti thể tại cơ tim. Và ứng cử viên số 1 không ai khác chính là coenzyme Q10. Coenzyme Q10 là hợp chất hòa tan trong chất béo và được cơ thể tổng hợp và có thể hấp thu từ thức ăn. Coenzyme Q10 là một trong 5 chất chống oxy hóa quan trọng nhất trong cơ thể của chúng ta. Và với đặc tính chống oxy hóa, coenzyme Q10 sẽ giúp hạn chế oxy hóa các loại mỡ xấu trong hệ thành tim mạch. Từ đó sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa hình thành các mảng xơ vữa động mạch và ngăn ngừa đột quỵ. Bên cạnh đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, coenzyme Q10 kích thích hoạt động nhà máy sản xuất năng lượng của tế bào, được gọi là ti thể, giúp ti thể sản xuất nhiều năng lượng hơn cho cơ thể của chúng ta. Và anh chị có biết không, một tế bào cơ ở trong cánh tay của chúng ta chứa khoảng 200 ti thể sản xuất năng lượng, còn một tế bào cơ ở trong tim của chúng ta chứa đến 5.000 ti thể, bởi vì tim của chúng ta đập liên tục và cần một nguồn năng lượng lớn để hỗ trợ cho hoạt động bình thường của tim. Và có thể nói, tim cần năng lượng nhiều hơn bất kỳ bộ phận nào khác ở trên cơ thể của chúng ta. Từ đó có thể thấy rằng vai trò của coenzyme Q10 quan trọng đến nhường nào đối với sức khỏe tim mạch. Coenzyme Q10 sẽ giúp chuyển hóa các chất dinh dưỡng thành năng lượng, cung cấp năng lượng và hỗ trợ hoạt động tối ưu cho cơ tim. Bên cạnh đó, coenzyme Q10 là một chất chống oxy hóa, do đó sẽ rất dễ bị các gốc tự do tấn công. Chính vì vậy, sản phẩm Nutrilite Heart Health CoQ10 chứa thêm vitamin E và bột đông khô rosemary. Đây là các thành phần có đặc tính chống oxy hóa, sẽ giúp hỗ trợ trung hòa các gốc tự do. Và quan trọng hơn hết, chúng sẽ giúp bảo vệ coenzyme Q10 không bị oxy hóa. Từ đó sẽ giúp tăng cường và phát huy hiệu quả chuyển hóa năng lượng của coenzyme Q10 khi vào trong tế bào. Ngoài ra, trong sản phẩm còn có chứa một thành phần mang tên citrus bioflavonoid, sẽ giúp cung cấp các dưỡng chất thực vật thuộc nhóm flavonoid
polyphenol, từ đó hỗ trợ chức năng chống oxy hóa ở trong cơ thể. Và với các thành phần độc đáo như trên đã mang đến công dụng của sản phẩm Nutrilite Hot Health Co Q10, đó chính là cung cấp coenzyme Q10 cho cơ thể, giúp hạn chế quá trình oxy hóa và nâng cao sức khỏe tim mạch. Và khi mua sản phẩm này, các anh chị hãy uống mỗi ngày từ 1 cho tới 3 viên, tốt nhất cùng với bữa ăn các anh chị nhé. Vậy ai sẽ là người nên sử dụng sản phẩm này đây các anh chị? Đó chính là những người trưởng thành cần bổ sung coenzyme Q10, đặc biệt là những người có vấn đề về bệnh tim mạch, suy tim, cao huyết áp. Và sản phẩm tiếp theo nằm trong gói giải pháp chăm sóc sức khỏe tim mạch của Nutrilite, đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Bacillium E. Nghe tên sản phẩm là chúng ta có thể biết được các thành phần chính có trong sản phẩm này là gì. Chữ 3 đó chính là chữ viết tắt của chữ Basley, nghĩa là ngò tay. Còn selenium đó chính là khoáng chất selen và E chính là vitamin E. Và mỗi viên sản phẩm sẽ cung cấp cho chúng ta 330mg tương ứng với 400EU vitamin E, 10 microgram selenium và 50mg bột đông khô ngò tay. Và các thành phần trên có các đặc tính chống oxy hóa và mang lại các lợi ích cho sức khỏe tim mạch của chúng ta. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ các anh chị nhé. Vitamin E với đặc tính là chất chống oxy hóa tan trong chất béo sẽ giúp trung hòa các gốc tự do ở trong cơ thể. Và đối với sức khỏe tim mạch, vitamin E sẽ giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch do làm giảm sự oxy hóa của protein, cholesterol, từ đó ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu. Thêm vào đó, vitamin E còn giúp ngăn ngừa nguy cơ tim mạch như nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não, do vitamin E có khả năng làm giảm các cholesterol LDL, đây là một loại cholesterol xấu ở trong mạch máu của chúng ta. Và tiếp theo đó chính là selen. Selen có vai trò gì đối với lại sức khỏe tim mạch của chúng ta? Selen là một khoáng chất có vai trò như là một cái bẫy chuyên săn diệt các kim loại nặng độc hại trong cơ thể người của chúng ta, chẳng hạn như thủy ngân, chì, cadmi vân vân. Và đặc biệt, selen có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn chặn các gốc tự do ở trong cơ thể. Do vậy, selen có tác dụng ngăn chặn các bệnh do stress oxy hóa gây ra, trong đó có bệnh tim mạch. Và tiếp theo, trong sản phẩm có chứa một thành phần, đó chính là bột đông khô ngò tay. Bột đông khô ngò tay sẽ giúp cung cấp các dưỡng chất thực vật, giúp chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe thành mạch, bảo vệ tim mạch. Và với 3 thành phần độc đáo trên, sản phẩm Nutrilite Bacillium E sẽ mang lại các công dụng, đó chính là bổ sung các dưỡng chất chống oxy hóa tự nhiên, vitamin E và selenium cho cơ thể, giúp chống lão hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Cách sử dụng sản phẩm này như thế nào? Các anh chị hãy uống mỗi ngày một viên, tốt nhất cùng với bữa ăn các anh chị nhé. Và ai sẽ là người nên bổ sung sản phẩm này đây các anh chị? Sản phẩm này sẽ dành cho những người từ 15 tuổi trở lên. Và sản phẩm thứ 3 nằm trong gói sản phẩm hỗ trợ sức khỏe tim mạch của Nutrilite, đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega 3. Sản phẩm này có chứa dầu cá với 60% là dầu cá hồi, 40% dầu cá khác và vitamin E. Trong mỗi viên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega 3 sẽ giúp cung cấp 1.029mg dầu cá, trong đó có 180mg EPA và 120mg DHA, rất quan trọng đối với sức khỏe của cơ thể của chúng ta. Và với thành phần chủ đạo là Omega 3 dưới dạng DHA và EPA đã giúp mang đến cho sản phẩm công dụng, đó chính là hỗ trợ giảm cholesterol máu, tốt cho tim và não bộ. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng phân tích kỹ hơn về vai trò của sản phẩm Nutrilite Salmon Omega 3 đối với sức khỏe tim mạch của chúng ta như thế nào nhé. Như anh chị đã biết, Omega 3 là axit béo không bão hòa đa, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Và Omega 3 còn là axit béo thiết yếu, nghĩa là cơ thể của chúng ta không có enzyme để tổng hợp Omega 3 và buộc chúng ta cần phải bổ sung Omega 3 từ chế độ ăn uống hàng ngày. Và đối với sức khỏe tim mạch, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy omega 3 mang lại rất nhiều lợi ích, cụ thể như sau. Thứ nhất, omega 3 sẽ giúp làm giảm cholesterol máu, giúp ổn định huyết áp. Cholesterol là một loại mỡ trong máu dính giống như sáp, được gan sản xuất ra để thực hiện nhiều chức năng quan trọng cho cơ thể. Cholesterol cần thiết cho sự phát triển của cơ thể của chúng ta.
Tuy nhiên, quá nhiều cholesterol lại có thể gây ra những vấn đề sức khỏe như xơ vữa động mạch, dễ dẫn tới đau tim, đột quỵ. Thứ hai, omega 3 giúp ngăn ngừa kết dính các tiểu cầu, từ đó giúp ngăn ngừa hình thành các cục máu đông có hại. Và thứ ba, omega 3 giúp bảo vệ, tăng cường độ bền thành mạch, sẽ giúp ngăn ngừa thành mạch bị hư hại, từ đó sẽ giúp ngăn ngừa hình thành các mảng bám làm cản trở quá trình lưu thông máu. Và cuối cùng, omega 3 có đặc tính kháng viêm, giúp làm giảm sự sinh ra của một số chất gây hại cho tim được giải phóng trong các phản ứng viêm của cơ thể. Vậy ai sẽ là người nên sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Salmon Omega 3? Đó chính là người lớn và trẻ em trên 12 tuổi cần bổ sung omega 3. Và khi sử dụng, các anh chị hãy uống 1 đến 3 viên mỗi ngày, tốt nhất là ngay sau khi ăn. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu giải pháp chăm sóc sức khỏe tim mạch Nutrilite, bao gồm các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Heart Health CoQ10, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Barcelium E và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega 3. Và với các thành phần hỗ trợ cho sức khỏe tim mạch chủ đạo như coenzyme Q10, vitamin E, omega 3, selen và các dưỡng chất thực vật chống oxy hóa sẽ giúp mang lại các lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Như các anh chị cũng đã biết, bệnh lý tim mạch đang là các vấn đề sức khỏe hàng đầu của người Việt Nam của chúng ta. Bên cạnh việc thực hiện các chế độ ăn, lối sống lành mạnh, anh chị có thể sử dụng thêm giải pháp hỗ trợ sức khỏe tim mạch của Nutrilite để chăm sóc sức khỏe tim mạch hiệu quả hơn anh chị nhé.